Chào mừng các bạn đã đến với kênh Góc Bếp Nhỏ. Hôm nay thì mình xin chia sẻ đến các bạn cách làm món bánh dẻo nhân đậu xanh. Nguyên liệu để làm món bánh này thì gồm có: đầu tiên là phần nhân, 100g đậu xanh đã bóc vỏ, 80g đường cát trắng, 1g muối, 10g bột bánh dẻo, 20ml dầu ăn. Phần vỏ bánh gồm có 150g bột bánh dẻo, 300g nước đường, 10ml dầu ăn và một chút tinh dầu hoa bưởi. Đối với cái phần nước đường bánh dẻo này mình cũng đã có video hướng dẫn cụ thể rồi. Hoặc là các bạn có thể nấu đường và nước theo tỷ lệ 1:1. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu làm. Đầu tiên thì đậu xanh các bạn cần ngâm với nước trong khoảng chừng 4 tiếng để cho đậu xanh nở ra. Đậu xanh ở đây mình đã ngâm nở rồi. 100g là mình cân lúc đậu xanh khô nhé các bạn. Bây giờ mình sẽ mang đậu xanh đi rửa thật sạch. Đậu xanh sau khi đã rửa sạch thì mình sẽ cho vào trong một cái nồi. Mình cho vào cùng khoảng 300ml nước và mình cho thêm 1g muối vào. Mình nấu cho đến khi đậu xanh chín mềm. Khi phần đậu xanh đã chín mềm, các bạn có thể tán nhuyễn dễ dàng ra như thế này. Thì các bạn tắt bếp để cho đậu xanh nguội bớt, sau đấy cho vào trong máy xay sinh tố để xay nhỏ. Mình cho vào cùng khoảng 200ml nước và mình xay nhỏ phần đậu xanh này ra. Mình cho 80g đường vào xay cùng luôn. Phần đậu xanh sau khi đã xay nhỏ thì mình sẽ lọc qua một cái rây và cho vào một cái chảo chống dính. Bây giờ mình sẽ cho phần đậu xanh này lên bếp để xên. Mình sẽ cho luôn 20g dầu ăn mình đã chuẩn bị sẵn vào cùng với phần đậu xanh để mình xên luôn. Ban đầu thì mình sẽ xên ở lửa to. Vừa xên thì các bạn vừa khuấy đều nhé. Các bạn lưu ý là mình sẽ đảo đều tay để cho phần đậu xanh không bị cháy ở dưới. Phần nhân đậu xanh đã bắt đầu sệt lại rồi này các bạn. Mình sẽ cho vào cùng với cái phần bột bánh dẻo 20ml nước và khuấy cho cái phần bột này tan ra. Sau đó mình sẽ cho cái phần bột bánh dẻo vào cùng với phần nhân đậu xanh đang xên. Các bạn không nhất thiết phải dùng bột bánh dẻo, các bạn có thể sử dụng bột mì, bột bắp, bột nếp đều được. Khi mà phần nhân bắt đầu sệt lại thì các bạn sẽ để bếp ở mức nhỏ nhất và xên cho tới khi phần nhân đứng đạt là được. Các bạn xên cho đến khi phần nhân dẻo mịn này và có thể gom thành một khối không dính chảo như thế này nữa. Và các bạn thấy cái phần nhân đứng ấy, các bạn vắt ngửa cái phần nhân này lên thấy nó không chảy xuống này, hoặc là các bạn lấy một chút nhân các bạn vo viên và các bạn để riêng ra, thấy cái phần nhân nó không chảy xệ xuống, nó vẫn giữ nguyên được cái hình dáng, có nghĩa là phần nhân đã đạt. Phần nhân của mình như thế này là đạt rồi. Bây giờ mình tắt bếp và cho ra đĩa. Sau khi xem xong thì mình đã thu được 360g nhân. Bây giờ mình sẽ chia nhân ra thành các phần nhỏ. Vì mình sử dụng cái khuôn này là khuôn có trọng lượng từ 125 đến 150g thì mình sẽ làm bánh là 150g nhé các bạn. Mình sẽ làm 2 phần bột và 1 phần nhân. Mình sẽ chia nhân là 50g và phần bột là 100g. Mình sẽ chia nhân thành các cái viên 50g như thế này và mình vo tròn lại. Phần nhân của mình rất là mịn các bạn ạ, cho thêm một chút cái bột bánh dẻo ấy, phần nhân của mình là thơm lắm. Đây, mình sẽ chia nhân thành các cái viên tròn như thế này. Và mình đã có được 7 phần nhân thế này rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ dùng màng bọc thực phẩm mình bọc cái phần nhân này lại để cho nó không bị khô. Đã xong phần nhân rồi, bây giờ mình sẽ làm đến phần vỏ bánh. Mình sẽ cho phần nước đường vào trong một cái bát to.
Sau đấy mình cho 10g dầu ăn vào. Mình cho vài giọt tinh dầu hoa bưởi. Sau đó mình khuấy đều lên. Tiếp đến mình sẽ cho từ từ cái phần bột đánh dẻo này, 150g bột đánh dẻo vào và khuấy đều. Bột sau khi đã trộn đều với nước đường thì mình sẽ cho ra bàn. Trên bàn thì mình cũng đã cho lên một chút bột khô và mình sẽ nhào cái phần bột này các bạn. Các bạn dùng tay các bạn miết phần bột ra cho nó thật là dẻo. Nếu các bạn thấy bột khô quá thì các bạn có thể cho thêm chút nước đường. Còn nếu mà bột nhão quá thì các bạn có thể cho thêm một chút bột khô. Phần bột sau khi nhào xong thì đã rất là mịn dẻo rồi các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ chia bột ra thành các cái phần có trọng lượng khoảng 100g. Các bạn lưu ý cho mình là bột các bạn chỉ nhào qua khoảng 1-2 phút cho bột mịn dẻo là được. Không nên nhồi bột lâu quá. Với lượng nguyên liệu chuẩn bị thì mình sẽ có được 5 cái phần bột như thế này. Bây giờ thì mình sẽ cán mỏng cái phần bột này ra. Mình cán mỏng cái phần vỏ này. Sau đấy mình sẽ cho nhân vào giữa. Và mình gói cái phần bột này lại. Các bạn vo tròn lại. Đây, như thế này các bạn, mình đã có một chiếc bánh như thế này. Mình sẽ để qua một bên và làm nốt các cái phần bột còn lại. Sau khi đã vo viên bánh rồi, bây giờ mình sẽ tạo hình bánh. Đây là cái khuôn này các bạn. Mình sẽ thoa một chút dầu ăn vào khuôn. Một chút thôi các bạn nhé, để cho bánh không bị dính khuôn. Sau đó mình sẽ cho cái phần bột này vào trong khuôn. Các bạn ấn xuống. Các bạn chỉ cần ấn xuống. Ấn 1-2 lần. Khoảng 2-3 giây thì các bạn lại rút tay lên. Rất đơn giản là chúng ta đã có một chiếc bánh như thế này. Và đây là chiếc bánh dẻo mình vừa tạo hình xong đi các bạn. Bây giờ mình sẽ cắt một chiếc bánh ra. Đây là chiếc bánh dẻo mình vừa cắt ra đi các bạn. Trông rất là hấp dẫn này. Rất đơn giản để làm được những chiếc bánh dẻo trung thu phải không nào? Các bạn hãy làm và chúc các bạn thành công với cách làm món bánh dẻo này nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video hữu ích, các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ video. Đồng thời đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Giờ thì chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của kênh.